dòng trạng thái mới nhất của Hương Giang đã gây nhiều sự tò mò cho người hâm mộ. Những ngày vừa qua, ngay khi Hương Giang bất ngờ tung teaser MV Em đã thấy anh cùng người ấy, hashtag EDTACNA đã khiến cả cộng đồng mạng nhốn nháo hơn bao giờ hết. Từ đoán tên ca khúc cho đến hàng tá kịch bản được các biên kịch bất đắc dĩ thi nhau dự đoán xem nội dung MV nối tiếp câu chuyện Anh đang ở đâu đấy anh phần 1 sẽ như thế nào. Ở MV trước, Anh đang ở đâu đấy anh là bản ballad có giai điệu và ca từ lụi tim được Hương Giang thể hiện bằng MV có kịch bản xoay quanh một cô gái bị chính bản thân phản bội cướp người yêu. Thế nhưng phải luôn nhớ rằng Hương Giang là một nữ nghệ sĩ luôn gây rất nhiều bất ngờ và phút chót cho khán giả. Mới đây, trên trang Instagram của mình, chính Hương Giang đã tuyên bố rằng đừng bao giờ tin vào teaser khiến fan không khỏi hoang mang. Liệu MV có giống như những gì mà teaser đã giới thiệu hay những kịch bản do fan viết nên liệu có trùng hợp với diễn biến câu chuyện trong MV? Tất cả đều sẽ được giải đáp vào đúng 19 giờ tối nay khi MV Em đã thấy anh cùng người ấy được chính thức tung ra. Còn bây giờ, trong khi chờ đợi cùng đến với lớp học phát âm hashtag của cô giáo Hương Giang, hẳn với hashtag mới nhất, nhiều fan không biết nên đọc thế nào cho thuận miệng. Đừng lo vì đã có chính chủ ra tay hướng dẫn rồi nhé. Hương Giang hài hước chia sẻ, nếu như hashtag ADODDA đọc là ADODDA thì với các khúc phần 2 với hashtag EDTACNA thì sẽ đọc là ETECNA. Dòng trạng thái hóm hình của Hương Giang đã khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng thích thú. Cho đến thời điểm hiện tại, dù chưa ra mắt nhưng hashtag EDTACNA đang nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ khán giả. Mới chỉ là teaser MV nhưng hiện đã lọt top 37 trending và đạt hơn 300.000 lượt xem trên YouTube. Đây quả thực là một thành tích rất đáng mong chờ cho sản phẩm thứ hai kể từ sau hit Anh đang ở đâu đấy anh. Cùng chờ đón MV chính thức sẽ được Hương Giang thả xích vào tối nay.